Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Vĩnh Cửu tổ chức hội nghị công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của huyện Vĩnh Cửu giai đoạn 2023-2025. Bà Hoàng Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự hội nghị. Theo nghị quyết số 1194 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023-2025, huyện Vĩnh Cửu có 4 xã gồm Hiếu Liêm, Trị An, Tân Bình và Bình Hòa thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính theo nghị quyết. Cụ thể, điều chỉnh xã Hiếu Liêm sáp nhập về xã Trị An, mang tên mới xã Trị An. Điều chỉnh xã Bình Hòa sáp nhập về xã Tân Bình, mang tên mới xã Tân Bình. Sau khi thực hiện nghị quyết, Vĩnh Cửu còn 10 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 2 xã so với hiện nay. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Cửu đề nghị các cơ quan chức năng của huyện căn cứ hướng dẫn của cấp trên, khẩn trương tổ chức thực hiện công tác sắp xếp, triển khai đầy đủ, nghiêm túc các nội dung công việc, sớm ổn định hoạt động tổ chức, đưa bộ máy vào hoạt động đúng ngày 1 tháng 11 năm 2024, tạo thuận lợi nhất cho người dân, tổ chức doanh nghiệp khi liên hệ thủ tục hành chính tại các đơn vị hành chính cấp xã mới hình thành sau sắp xếp, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền giúp tổ chức cá nhân, doanh nghiệp biết thuận lợi trong liên hệ thủ tục hành chính.